Honda Scoopy 2023 bản nhập Thái về đại lý, giá bán đắt ngang Honda SH. Mặc dù mới được giới thiệu tại Thái Lan cách đây không lâu, nhưng Honda Scoopy 2023 hiện đã được các đại lý tư nhân ở Việt Nam nhập về và mở bán. Mức giá của Honda Scoopy 2023 tại đại lý Việt lại là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. Theo đó, khi về Việt Nam, giá bán của Honda Scoopy 2023 đã bị đẩy lên tới 73,9 triệu đồng, gấp đôi mức giá của mẫu xe cùng nhà là Honda Vision. Thậm chí, mức giá của Honda Scoopy 2023 đắt ngang ngửa mẫu xe ga cao cấp Honda SH. Đây cùng là điều thường thấy ở các mẫu xe nhập khẩu về Việt Nam, khi các đại lý buộc phải nâng giá lên do các khoản thuế, phí khác. Honda Scoopy 2023 là phiên bản nâng cấp của dòng xe ga cỡ nhỏ này, và được phân phối với 3 phiên bản, bao gồm bản Club 12, bản Prestige và bản Urban. Tuy nhiên, các đại lý tư nhân Việt hiện chỉ nhập khẩu và phân phối 2 phiên bản là Club 12 và Prestige với 4 tùy chọn màu sắc. So với bản tiền nhiệm, Honda Scoopy 2023 không có nhiều thay đổi về thiết kế và động cơ. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Honda Scoopy 2023 nằm ở cách phối màu và bộ tem trang trí trên thân xe. Những tính năng và trang bị đáng chú ý trên Honda Scoopy 2023 có thể kể đến như hộp đựng đồ phía trước có tích hợp cổng sạc USB, đồng hồ tích hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin xe, phanh đĩa trên bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau, kết hợp cùng với hệ thống phanh kết hợp CBS. Honda Scoopy 2023 không có thay đổi về động cơ. Mẫu xe cùng nhà với Honda Vision vẫn tiếp tục sử dụng khối động cơ ESP dung tích 110cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này giúp Honda Scoopy 2023 có công suất 9 mã lực tại 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng trên phút.